Em tên là Tam. Em là Ngân. Như Minh Huê. Là Lộc Quảng Linh. Em là Vương. Em tên là Nhung. Em là Phong. Em là Phong Vũ. Em tên là Giang ạ. Mình khóa 3. Em học khóa 2. Khóa 3. Khóa 2. Em là sinh viên khóa 2. Chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ. Là sinh viên du lịch. Sinh viên khóa 4. Chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam. Em nghe rất là nhiều lời tiêu cực, đặc biệt là trường lừa. Em cũng như thế đấy. Nhiều lắm anh ạ. Từ ngày trường đa cấp. Có nghe từ mấy bà hàng xóm. Cũng có nhiều ạ. Đa cấp, trường lừa đảo. Em thì... nghe trường mình là đa cấp ạ. Xong rồi lừa đảo. Chỉ có là đa cấp thôi. Em cũng như nghe là trường mình lừa đảo. Bởi vì không có một trường đại học nào mà nó học phí cao như này. Bên ngoài ra thì người ta còn bảo là nhà giàu mới được học ở đây, con nhà giàu mới được học ở đây. Nhà mình làm gì giàu ạ? Đấy mà nhà mình là bố mẹ làm nông dân. Mình nghe nhiều giống là trường này trường là trường lừa đảo. Nữa là học phí chắc cao lắm. Bọn này chắc chảnh lắm ấy. Đối với em thì em không quan tâm cái điều đó lắm. Tại vì là bố mẹ em quyết định cho em vào đại học. Và em cũng mong muốn mình được học ở ngôi trường này. Em cũng thế. Nói chung là khi mà mình đã lựa chọn quyết định ở đây rồi thì mình sẽ tin tưởng với nó. Không quan tâm nhiều đến những lời mà mọi người nói. Bố em là một người kiểu mà không thích dây dưa ấy. Kiểu bố bà vừa nghe tin là đóng học phí, đóng cọc. Nani? Bố em chuyển khoản luôn. Cả tất cả, không cần phải chia theo kỳ gì cả. Nhưng mà khi mà trải nghiệm trường rồi thì thực sự là không thấy như là như thế. Sự thì nghe những cái lời tiêu cực đấy thì em không quan tâm cho lắm. Bởi vì là lừa đảo thì không bao giờ tồn tại được đến 5-6 năm như bây giờ. Thì bạn em đã bảo là trường gì lừa đảo, có nghĩa là khi chưa vào học mà đã bắt đóng cọc tiền. Và sau khi nghe những lời đấy thì em cảm thấy cũng bình thường, bởi vì học phí như thế nhưng mà nó đem lại cho em được rất nhiều giá trị và em cảm thấy hài lòng. Nhưng mà khi em vào học thì em thấy môi trường nào thì cũng như môi trường nào thôi, quan trọng là mình có chịu học hay không thôi. Rồi là bạn em nó vẫn hay trêu là học ở đấy thì tốt nghiệp, học khoảng 60 năm ra thì tốt nghiệp thì ra làm CEO luôn. Thì em vẫn cảm giác nó rất là bình thường, tại vì là khi mà mình đã chọn thì mình sẽ không có nghe những cái lời phán xét ở bên ngoài nó quá nhiều. Thông thường khi nghe những câu nói ấy thì thực ra là em không quan tâm lắm và em cũng không sẽ không trả lời những người như thế. Tại vì bản thân em như thế nào thì em sẽ là người rõ nhất. Và đương nhiên là những cái công việc bây giờ bọn em làm là đều là những công việc mà bọn em đều được nhà trường giúp xếp và đều có trong cái bản hợp đồng cam kết của nhà trường. Nên là em nghĩ là bản thân em sẽ là người, bản thân em và gia đình em, đặc biệt là bố mẹ em sẽ là những người mà chứng kiến rõ ràng nhất những cái gì mà em đã được học ở trong trường và có được trong trường. Em thấy toàn những người thoải mái vào đại học và người ta không vào đại học thì người ta mới học ở đây. Chứ vào trường em chẳng ai rốt được. Không đúng cũng không sao. Thực sự là những cái vòng thi phỏng vấn không dựa hoàn toàn vào điểm số. Nó dựa vào tư duy và tố chất. Em là một sinh viên của trường và em xin tiết lộ là em được 27 điểm. 27 điểm. Thực ra em học lớp chọn đấy chứ. Em cũng có thể là thi được một trường đại học tầm trung đấy. Nhưng mà em lại không chọn đại học. Không phải. Trước khi mà thi vào trường thì em học giỏi. Hóa mỗi lần thi em được 9 cơ. Oh my god. Wow. Thực ra thì khóa em ấy, thì có một bạn mà thi được đỗ thẳng vào trường kinh tế quốc dân. Nhưng mà bạn lại không chọn trường kinh tế quốc dân mà bạn lại chọn trường mình. Mà vẫn phải thi đầu vào như các bạn bình thường khác. Mà bản thân em thì em thấy là cái đầu vào của nhà trường cũng rất là nghiêm ngặt đấy. Nhà trường cũng không căn cứ vào những cái điểm toán lý hóa văn sử địa, mà nhà trường kiểm tra cái tố chất của bản thân mình. Hồi ngày xưa khi học ở trường cấp 3 cũ ấy ạ, thì cái lực học của em thuộc vào top 40 bạn tốt nhất trong số là 400 bạn của toàn khối. Thì em nhớ cái đợt em đi thi hồi đấy có 20 người thì đỗ chứ. Em nhớ là đỗ được có 5 người thôi. Và cho nên cũng không phải là toàn học rốt đâu. Nói như thế thì là vừa đúng mà lại vừa không đúng.
bởi vì là trường thì cũng có người học rất là tốt, nhưng mà có người rất là giỏi, nhưng mà tất cả đều đúng nhau một cái là tư duy rất là tốt. Bởi vì là khi mà để mà vào được trường ấy thì phải trải qua được hai vòng, một vòng là kiểm tra IQ và một vòng là EQ. 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 Dốt thì cũng có người dốt mà cũng có người giỏi. Đơn giản thì em thuộc dạng dốt, còn bạn của em mà đang học ở trong trường thì em thấy điểm thi đại học của chúng nó cao ngất ngưỡng. Khi mà vào trong trường thì em cũng thấy rất là nhiều bạn học giỏi, và điển hình là có một vài bạn còn được những cái giải toán đi hoa của cấp tỉnh, rồi là cấp quốc gia, rồi là điểm thi đại học có lên bạn đến tận 28 điểm vẫn vào trường học. Có những bạn thi trung học phổ thông quốc gia được tận 28-29 điểm vẫn học tại trường, nhưng có những bạn thi trung học phổ thông quốc gia chỉ khoảng cỡ 19-20 điểm thôi, vẫn là học sinh tại trường. Nhưng mà vấn đề là cái cuối cùng cái đích đến của các bạn đấy đó là về vấn đề tài chính, vấn đề tự chủ được bản thân của bạn đấy, thì các bạn ấy đều đạt được. Thì đó là cái mà em nghĩ là mới là cái đích đến cuối cùng, chứ không phải là học dốt hay học giỏi nó quyết định. Không hề. Em thấy mặt bằng chung của các bạn trường huấn luyện cho nhân sinh Việt Nam thì đều là người ngoại tỉnh và là có mức thu nhập trung bình và cũng không cao mà cũng không thấp. Em thấy nghèo hay giàu thì đều đi học, tại vì nhà em vẫn là đi học, và chứng tỏ thì trường này không hẳn là giàu và nghèo, tầm trung bình thì các bạn vẫn có thể học được, miễn là có sự khát vọng và muốn thay đổi mình thì có thể vào đại học được. Theo như em thấy thì cái mức học phí đấy là xứng đáng cho cái thời gian cũng như là những cái công sức và đặc biệt là những cái kiến thức mà chúng em được dạy. Mọi người cứ nhìn khi mà bọn em được học cũng như được giao lưu trực tiếp cùng với cả các cái doanh nhân, cùng với cả các cái diễn giả hàng đầu, thì những cái kiến thức đó thì số tiền bao nhiêu nó cũng là không bao giờ là đủ cả. Gia đình em không giàu, em xác định khẳng định một câu là không giàu. Bố em chuyển khoản luôn, tất cả không cần phải chia theo kỳ gì cả. Vỗ tay. Chắc chắn là không ạ, vì bản thân hai anh em ngồi đây thôi, anh là người rất là giàu, nhà rất là giàu, nhưng mà bản thân em nhà không còn một người nào giàu đấy. Là trả lời không, anh có giàu đâu nói thế chứ, anh chả giàu rồi, anh chả ra. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thật ra học phí rất là rẻ, bởi vì học một năm thôi. Và nhưng mà khi mà các bạn 4 năm ấy mới ra được trường ấy, thì cái tổng cái số tiền các bạn học đại học rất là cao, thậm chí là cao hơn trong trường mình luôn. Và mọi trường đắt hơn rất là nhiều, nên là học phí của trường nhân dân không phải là vấn đề. Khi mà các bạn chưa được gọi là trải nghiệm ấy thì các bạn không hề biết. Của em là từ 5 rưỡi. 5 rưỡi sáng phải dậy rồi ạ. Tối. Xong 10 rưỡi tối phải đi ngủ. Mà đi ngủ phải bị thu điện thoại đấy chứ. Thì vào đây đúng không, học theo mô hình quân đội, thì mô hình quân đội theo kiểu của trường nhân dân thì nó theo kiểu là giờ giấc cụ thể, ăn ngủ đúng giờ. Còn thật chất thì nó không cực nhọc như quân đội cho lắm. Thì vào đây thật chất thì nó sẽ sướng hơn các bạn sinh viên ở ngoài. Thì ở đây có tự nấu cơm, các bạn chỉ việc đến giờ thì ăn, đến giờ thì đi ngủ. Em có một số người bạn cũng là học bên học viện cảnh sát. Và em thấy các bạn ấy cũng có 11 khung giờ như bên trường huấn luyện doanh nhân. Đúng là kiểu theo quân đội là ăn ngủ nghỉ và phải gấp chăn đậu phụ. Thật ra thì ở đâu thì sẽ ăn với ngủ đúng không chị? Đúng không em? Đúng rồi. Vấn đề là mình ăn ngủ như thế nào. Ví dụ như bọn mình cũng là ăn với ngủ, nhưng mà bọn mình phải thức dậy từ lúc 5:30 sáng này. Thể dục thể thao các kiểu, xong 7 giờ ăn sáng, đi lớp học, xong rồi buổi chiều cũng học. Đấy, rồi buổi tối xong thì buổi chiều sẽ học, xong mình lại tập thể dục. Xong tối lại ăn, đấy là ăn tiếp, xong rồi lên lớp đọc sách, học thuyết trình, học các kiểu, xong học các kỹ năng nghề, xong rồi buổi tối 10:30 lại đi ngủ. Đã thế không phải rửa bát cơ. Đúng rồi. Ăn có người lo cho ăn, ngủ có người lo, đến giờ ngủ có người nhắc chị ạ. Em thì đang là sinh viên năm 2, em chưa cầm cái bằng cao đẳng, nhưng mà em cũng có thể đi làm được rồi. Đó chứng tỏ là đi làm người ta quan trọng vào năng lực hơn là vào bằng cấp. Em ra ngoài làm được 2 năm rồi ạ. Về vấn đề bằng cấp thì em nghĩ là có một tấm bằng đại học thì cũng rất là tốt, nhưng mà học cao đẳng thì mình có thể liên thông lên đại học mà, nên là nó cũng không phải là vấn đề đâu ạ. Em thấy thì bây giờ năng lực thì nó sẽ quan trọng hơn bằng cấp đấy. Bởi vì theo cái quan niệm cá nhân của em ý, nếu như mà mình xin vào một công ty nào đấy mà thì trong một cái bằng cao đẳng và một cái bằng đại học thì đương nhiên là người ta sẽ đặt nhiều kỳ vọng và người ta sẽ thích cái bằng đại học hơn. Nhưng mà để bù lại như thế, nếu như mà
năng lực như nhau thì người ta sẽ đánh giá cao cái bằng cao đẳng hơn. Và nếu như mà mình không có bằng mà mình cũng bằng năng lực với người có bằng đại học thì em nghĩ là bằng cấp không quan trọng. Với em thì có một góc nhìn khác. Bằng cấp thì đúng thật cự cần, nhưng đó là đối số một cái phục số ngành nghề như ngành luật để biết mình cầm bằng nhưng mới đi làm luật sư được, không có bằng thì không làm được. Còn đối với em, một người làm kinh doanh á thì không cần thiết, mình chỉ cần bán được hàng thôi. Nếu bán được hàng thì cần thiết cho tới bằng, mình có năng lực về ấy thì mình không cần thiết tới bằng. Đấy, em thấy thì bằng cấp nó không quan trọng, bởi vì là thường thường nếu mà làm trong nhà nước thì bên người ta mới cần là bằng cấp thôi. Và cái thứ hai là em đi làm tất cả các công ty thì chưa công ty nào đòi hỏi có bằng hay không, mà người ta quan trọng là mình có làm được việc hay không, thái độ của mình như nào. Em thì em chưa biết được nhiều cái giá trị về cái tấm bằng đại học bao giờ, nhưng mà như em thấy thì bây giờ em đã hoàn thành chương trình học, em cầm bằng cao đẳng trên tay, em thấy em cầm bằng cao đẳng là thỏa mãn mọi nhu cầu của em rồi. Em có thể đi xin việc phỏng vấn vẫn có bằng cấp. Ngay ở quê em thôi cũng có nhiều anh chị mà học xong đại học ấy thất nghiệp mà, hoặc là làm trái ngành nghề nhiều mà. Thật ra thì cái vấn đề bằng cấp này thì em đã xác định từ năm lớp 11 rồi. Vì là hồi đấy em đã suy nghĩ là bây giờ cầm cái tấm bằng xong như lại như các chú các anh cầm bằng xong ra không làm việc thì cũng cứ đi đấy, em đã xác định được hồi đấy rồi. Bản thân em khi mà quyết định, tức là không phải là quyết định vào trường mà ngay cả khi mà em chọn trường để một môi trường để học ấy, thì em đã không quá nặng, tức là em không hề đặt nặng vấn đề bằng cấp rồi. Em thấy được là tất cả các doanh nghiệp bây giờ người ta cần năng lực hơn, cần kinh nghiệm hơn. Mà nếu mà cao đẳng bằng cao đẳng nhưng nó vẫn đáp ứng được cho em là sau này em ra em làm một việc, em có một công việc ổn định, thì chả có lý do gì mà em lại đặt cái cán cân so sánh giữa cao đẳng và đại học cả. Như em thấy là bây giờ ấy, nhiều người làm về kinh doanh ấy, người ta cũng đâu có học kể cả đại học hay cao đẳng gì đâu, mà người ta chỉ học bằng cấp 3 thôi. Ví dụ như là em thấy như là Bầu Đức này, hay là mẹ của Cường Đô La này. Cái việc bố trí việc làm của nhà trường là hoàn toàn đúng sự thật. Khi mà trường bố trí việc làm cho em ấy thì có khoảng 10 đến 15 doanh nghiệp đến phỏng vấn. Tại vì là em được bố trí thực tại doanh nghiệp đúng chuyên ngành em muốn, đúng chuyên ngành em học. Và sau khi được nhận chính thức thì em hoàn toàn có thể tự lập cuộc sống của em. Em không phải xin từ bố mẹ nữa, tự ăn, tự uống, rồi tự đóng tiền học phí, chủ động về tài chính gần như là hoàn toàn. Từ khóa 1 đến cái khóa mà bây giờ ấy là 100% sinh viên ở trong trường đều được nhà trường bố trí việc làm, và theo cái công việc, cái vị trí mà các bạn ấy học. Ví dụ như học về kinh doanh thì các bạn có thể làm ở những vị trí như là truyền thông này, nhân viên truyền thông này, marketing này, hoặc nhân viên sale này. Khi mà những cái doanh nghiệp ngoài có một vài anh chị cũng biết bọn em học tại trường ấy, và cũng biết đến cả thầy Tuấn cũng như là những cái phương pháp đào tạo của thầy, thì họ đã trực tiếp liên hệ với chúng em và mời chúng em về làm đấy. Sau khi em kết thúc khóa huấn luyện của trường thì nhà trường cũng có giới thiệu cho em một vài công ty, nhưng mà em muốn tự thử sức bản thân mình sau khi một năm rèn luyện thì mình đã được như nào, năng lực của mình ở đâu, và em đã tự ra ngoài xin việc. Về cái bố trí việc làm của trường em thấy nó hoàn toàn là chính xác, bởi vì là còn có hẳn một cái lễ gọi là lễ bố trí việc làm mà Ngân nhỉ, rất là to. Và thì sau đấy em được bổ trí thực tập vào công ty cổ phần Long Biên Chắc ở bên Long Biên. Thì hồi đấy em làm marketing đấy, thì hồi đấy ra thì em cũng gọi là mọi người cũng quý, giúp đỡ rất là nhiều đấy. Em làm hồi đấy ngồi đấy, em làm video này, đi quay này, bay flycam này, làm marketing này, thiết kế này, nói chung là em cân tất, bởi vì là cái kiến thức thầy các thầy dạy trong trường ấy thì nó rất là sát thực tế đấy, ra ngoài em trải nghiệm luôn. Thì công việc mà nhà trường bố trí cho mình ấy thì là mình được thực hành thật này, làm thật này, có thu nhập này để lo cho bản thân của mình này. Cái việc mà nhà trường cam kết bố trí như vậy mà nhà trường không làm thì đến bây giờ nhà trường sẽ không tuyển được sinh viên nữa. Và các cái khóa tiếp theo, ví dụ như khóa bọn em cũng là những khóa năm sau rồi, thì những khóa anh chị trước đấy nếu mà không được bố trí việc làm thì anh chị cũng sẽ phản hồi lại với em và trường cũng sẽ không được tồn tại đến bây giờ. Nên là em nghĩ là chả phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào mỗi cái thực tế như vậy thôi. Mặc dù thì du lịch năm nay bị ảnh hưởng rất nhiều từ dịch, nhưng mà hiện tại thì em đã có một công việc làm, và Tết năm nay thì em sẽ cũng đã có tự có cho mình một khoản thu nho nhỏ để về khoe với mẹ. Còn một cái mất quan trọng nữa. Mất gì? Mất người yêu. Mất người yêu.